Hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp về cái phần đường line 2D như này. Thì trong cái phần 2D này nó có một tính năng là vẽ ra một những cái đối tượng dạng polygon. Có nghĩa là em vẽ một người, em có thể vẽ một mái tóc. Em biết vẽ mái tóc không? Em biết vẽ mái tóc chưa? Tại vì là khi người ta quảng cáo cho dầu gội đầu nhưng của X-Men nhá. Về nhà có bạn nào mà làm cho anh dầu đầu X-Men quảng cáo cho Rondo ấy, thì em vẽ mặt của Rondo như bình thường, nhưng tóc của Rondo thì em vẽ mảnh mảng miếng cho anh giống như viên đá đấy, em biết không? Có nghĩa là nó đóng băng, khi mà hội đấy nó mát lạnh quá nó đóng băng, hiểu chưa? Phần thứ hai, em có thể quảng cáo cho dầu nhờn, biết dầu nhờn không ạ? Em có thể quảng cáo cho sữa nhiều canxi, có nghĩa là em có thấy là rất nhiều người cơ bắp thì không nói nha, Trần Tài rất cơ bắp, rất kinh khủng, nhưng chưa cơ bắp bằng khi em vẽ thành mảng khối đâu. Em vẽ càng mảng khối bao nhiêu thì cái thể hiện sức mạnh của người ta trong người ta rất là cao. Vậy thì sau đó em sẽ quảng cáo đưa một cái bên cạnh sản phẩm dầu nhờn đổ bóng xuống dùng Guardian, nó cực kỳ hiệu quả. Trước khi vào thì chúng ta cũng nên xem có một số thứ cho nó post. Đây là một dạng này, đẹp chưa? Nền background em nhìn này chưa, nó khá đẹp, nhìn không? Và những cái màu này rất là tốt, nó khỏe mà, đúng không? Vậy em có thể làm ra poster cho phim cũng được mà. Cái trò này anh làm rồi, anh làm rất là nhiều rồi, em nhìn chưa? Cái polygon nó làm rất nhiều kiểu khác nhau. Đây cái này nhá, đẹp chưa? Khi mà em làm hai người này không thì nó sẽ cảm giác như là rất là tĩnh, nhưng mà em làm vẽ nền một polygon và người polygon thì cũng có cảm giác em nhìn lên chuyển động nhiều. Đấy, thì đây cũng là một cái cách mà để em có thể ứng dụng nhìn lại về thể thao. Em có thể làm lịch không? Bởi vì mình có thể tốt nghiệp bằng lịch gì? Thể thao mà. Có nhiều người vẽ cái này bằng gì? Vẽ bằng con vật. Có nhiều người thì vẽ này bằng hoa quả. Đúng không? Có hoa quả vẽ kiểu này đúng không? Đấy thì anh nói với em là khi người ta dùng cái mà gọi là cái sữa nhiều canxi đấy, thì cái đồng chí này khi tập này rất là nhiều sức mạnh. Em biết là đấy, ở Việt Nam thì có rất là nhiều kiểu như vậy. Đấy thì đây là một kiểu nhá, em nhìn chưa? Thì đấy là cái dạng polygon mà chúng ta có thể vẽ được. Vậy thì để muốn vẽ được cái điều đấy thì chúng ta sẽ kiếm một cái hình ảnh, chúng ta vẽ vậy. Em nhìn bơi nó làm đẹp nha, đẹp chưa? Ngồi vẽ cái này không phải đơn giản đâu. Đó. Rồi, bây giờ thì chúng ta vẽ thôi. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái hình cô gái, còn hình gì đó tùy các em, nhưng em thích cái hình cô này nên anh sẽ kéo hình cô này vào. Đặt ở đây, nhìn chưa? Để muốn vẽ polygon cho chính cái hình chân dung này, tại vì người ta sẽ có cái giá trị là giữ thật vào. Em muốn quảng cáo cái gì? Ví dụ quảng cáo vòng tay, tôi có thể vẽ toàn bộ người này là polygon, vòng tay thật. Ok. Và ngược lại, tất nhiên là chúng ta phải dùng những chiêu tiêu chí đấy. Em có thể quảng cáo cho nhảy, em biết nhảy không? Bước nhảy ngàn cân, em biết không? Đấy, xem đang xem trên TV đúng không? Thì cái sức mạnh nó thường thường là thuộc về người đàn ông, bởi vì thằng người đàn ông luôn luôn bê đỡ và người ta có sức mạnh ở cơ bắp đúng không? Bây giờ tôi sẽ làm người phụ nữ có cơ bắp, còn người đàn ông rất mềm mại trên người phụ nữ đấy, được không ạ? Thì đấy là một giá trị quảng cáo để người ta đáng xem, bởi vì là người ta chúng ta tạo ra những giá trị tín hiệu về thiết kế nó khác biệt, đúng không ạ? Ok, vậy thì việc đầu tiên anh sẽ vẽ cái mặt là polygon như sau. Việc đầu tiên chúng ta khóa bằng Ctrl 2. Các bạn đi Ctrl 2 khóa lại. Object chúng ta chọn vào Ctrl 2. Hello em. Ngồi đây hoặc ngồi đây tùy em. Sau khi làm xong thì chúng ta phóng to lên, bắt đầu anh sẽ vẽ cho em xem một cái giá trị về con mắt. Anh có thể vẽ một cái mắt, một cái mũi, một cái mồm. Nhưng em phải làm toàn bộ tất cả những phần còn lại cho em. Và đặc biệt những cái đối tượng liên quan đến cái chi tiết của một cái hình ảnh thì em phải làm kỹ cho anh, ví dụ mắt mũi mồm là cần làm kỹ, hiểu cái này không ạ? Thì chúng ta sẽ dùng cái nét, và cái nét đấy màu đen là không có gì, không có màu nhá, nhìn chưa? Là chúng ta bắt đầu phóng to, bắt đầu chúng ta vẽ này, em nhìn này, bắt đầu tôi đã vẽ từ đây đến đây, có nhìn cái nét nào là cũng tương tự như vậy, đặt vào đây, đặt vào đây,
chúng ta cứ nối từng đoạn lại với nhau. À, thế là chúng ta có được cái này. Tiếp theo chúng ta cầm vào đây, chúng ta nối vào đây. Được chưa? Chúng ta cầm đây, chúng ta nối vào đây. Ok, chúng ta nối vào đây. Tiếp theo. Cái này nó khá là mất thời gian, nhưng mà anh đã vẽ rất là nhiều chân dung theo kiểu này rồi. Có rất nhiều người làm theo kiểu chân dung này. Đó, thế là được phần đầu tiên. Vẽ như vẽ chỉ, nhưng mỗi tội nó cứng thôi. Ok, cầm đây kéo đây. Cầm đây kéo đây. Cầm đây kéo đây. Ờ, em thử đi. Em cứ thử đi. Đúng không? Anh có cấm em thử đâu. Nhưng hôm nay anh sẽ dùng bằng đường line cho em xem. Rồi, ok. Cảm ơn. Đây, đây. Em nhìn chưa? Thế là chúng ta đã được hoàn thành cái được cái gọi là cái khung bên ngoài của cái mắt. Bắt đầu chúng ta nối đường chéo này với nhau. Em nhìn nhé. Cái này nó có bắt điểm nên là mọi người làm sẽ rất là dễ dàng. Ơ, thế đồ án đấy bọn em chấm chưa? Ui. Không. Nhưng mà các bạn bên kiến trúc thì lại đồ án liên miên. Nó sẽ giống như là áp lực của đi ngoài ra, đi ngoài làm đấy em. Đúng rồi. Nó giống như vậy luôn. Nên là sau bạn còn được bảo vệ các em. Đứng lên bảo vệ. Cái đồ án của mình có tốt hay không? Đấy, những cái này thì em cứ vẽ thoải mái. Bởi vì có nhiều người, người ta có thể làm logo bằng chính con mắt thôi. Em đã giờ nhìn thấy một cái logo bằng con mắt chưa? Ai gọi đấy? Ai đấy? Ui, từ nhanh bước ra hả? Rồi, ok. Nhìn chưa? Vậy với con mắt này em sẽ có thể vẽ nhài. Rồi, tiếp theo em sẽ chọn vào đây cho anh. Chúng ta sẽ chọn ở đây, nhìn chưa? À, sau khi làm xong thì em sẽ chia con mắt này. Nếu mà bạn chia con mắt này càng nhiều đối tượng thì càng tốt, càng đẹp luôn. À, cái này nó còn vẽ còn dễ hơn là trên Photoshop nha em nha. Có một bài tút trên mạng là vẽ cái này bằng Photoshop, nhưng tôi đảm bảo cho bạn biết là sẽ không bao giờ bằng cái mà tôi đang vẽ cho bạn xem. Bạn hiểu cái này chưa đã? À, bạn lớp đấy là bạn mới học lớp à? AE, không lớp AE hôm nay được nghỉ mà. Đấy, bạn nhìn chưa? Sau khi làm xong toàn bộ tất cả những đối tượng xong thì chúng ta tiếp tục đến chọn cái phần lông mày, lông mắt gì đó. Thì ví dụ chúng ta có thể chọn ở đây, chúng ta vẽ ở đây. Nhìn ạ, chúng ta vẽ ở đây. Ok, chúng ta vẽ ở đây. Và chúng ta có thể bắt từ đây sang. Đoạn này nó hơi mất thời gian, chúng ta sẽ luyện nhá. Hôm trước mọi người làm được cái standee cho anh chưa? Tân làm chưa? Gửi cho em. Gửi cho anh cái, sao cứ phải giấu thế nhỉ? Tân là người nhiều tuổi nhất ở đây rồi nữa. Đó, em có thể làm nha. Nhưng vẽ thì mình cũng không phải là vẽ hết đâu nhá, đừng vẽ hết, vẽ vừa vừa thôi. Đối với những cái mảng to thì em sẽ dùng cái hình nó to hơn. Còn đối với những cái mà liên quan đến đặc điểm của đối tượng thì em sẽ vẽ bằng những cái mảng nó thật là bé cho anh. Thì nó mới ra được cái hình của em. Hello chị ơi, chị vào ngồi gần cái em Ly này. À, Linh. Quên. Chị Ly này giống tên chị quá. Ok, mọi người nhìn chưa? Sau khi đã làm xong toàn bộ tất cả những này, chúng ta sẽ dùng một chiêu thức là dùng phím
quét qua. Các bạn nhìn thấy quét qua chưa? Quét qua toàn bộ. Sau đó dùng phím K để đổi màu. K đổi màu. Ok, thì mọi người nhìn này, chúng ta có thể vẽ nhá. Khi quá trình mà chúng ta làm như này, chúng ta có thể vẽ dài xuống để tạo ra những cái biểu tượng mặt nạ. Ok, cầm này kéo ra. Mọi người ghi lưu ý nhá. Lưu ý là trong quá trình khi mình vẽ thì mình phải chọn toàn bộ. Chọn toàn bộ nhá. Chứ không phải là vẽ xong rồi đổ màu xong bắt đầu em bảo là muốn vẽ tiếp. Mình vẽ mà xong ngay thì nó sẽ dễ chịu hơn rất là nhiều. Đó, mọi người nhìn thấy cái mảng to chưa? Đó, ok, tôi sẽ chọn xuống đây. Mọi người cứ bắt vào những cái vị trí của bên mũi là được rồi. Nhưng mà tóm lại nếu cái này vẽ tốt thì người ta thường thường đi theo khối. Trời rất là oi. Ok, mọi người nhìn này chưa? Đấy. Tôi sẽ vẽ vào đây một tí nữa và tôi cái này tôi kéo lên thêm một tí nữa. Cái ảnh nào càng rõ sắc độ bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, bởi vì như vậy thì mọi người sẽ vẽ rất chính xác. Trong quá trình khi làm xong chúng ta ấn vào Ctrl Y dài. Mọi người nhấn Ctrl Y dài chưa? Và khi mà ấn vào Ctrl Y dài thì chúng ta sẽ kiểm soát được rằng là cái miếng hình của chúng ta có chính xác không. Và ở đây chúng ta có một sự không chính xác ở đây này. Mọi người nhìn thấy chưa? Ở đây chúng ta dùng phím A chúng ta đích vào đây này. Và kéo này. Và chúng ta sẽ cầm cái điểm này, kéo vào đây. Mọi người nhìn nhé. Chỉ có căn chuyên dài thì chúng ta mới phát hiện rằng à nó không chính xác thôi. Và chúng ta tiếp tục chọn giá trị còn lại. Sau khi làm xong chúng ta ấn vào căn chuyên dài thì ở đây nó sẽ ra cái hình này. Và bắt đầu chúng ta làm bằng cách là quét qua, nhớ nhá. Phải quét qua nhà nhá, chứ không phải em thích em chỉ quét cho đoạn này em đổ màu xong một tí. Em đổ màu sau cái này không có được. Hiểu cái này chưa đã? Nên tóm lại chúng ta quét qua toàn bộ. Nhìn quét qua toàn bộ chưa? Sau khi quét qua toàn bộ xong, chúng ta dùng công cụ K. Nhìn K chưa? Hôm nay chị dạo này có vẻ mệt nhỉ? Có mệt không? Đấy, thì sau khi mà chị chọn xong cái này thì ở đây nó có một cái tính năng rất hay. Đó là khi chúng ta dùng phím An. Mọi người nhìn thấy phím An chưa? Ấn vào An thì các bạn có thấy rằng là cái phím K của mình trở thành phím Y ngắn không ạ? Và lúc này khi mà ấn vào đây thì chúng ta được quyền chọn màu đúng vị trí đấy. Nhìn chưa? Và chọn màu đúng vị trí này thì có nghĩa là chúng ta buông ra thì nó sẽ trở thành phím gì? Phím K. Và phím K nó có tính năng là đổ màu vào chính cái vị trí mình đang làm. Mọi người thấy này không? Và chúng ta đổ màu thôi. Mọi người thấy một cái màu bệt cho này chưa? Rồi lại giữ phím An, chỉ màu vào đây, buông ra, chỉ đổ vào. Và cứ như này thì nó ăn theo sắc độ của chính cái mặt đúng không? Nên chính vậy mà nó trở thành chân dung thôi. Đấy, đơn giản như này thôi. Đấy, giữ phím An cứ thế này mà làm thôi ạ. Đấy, mọi người có thấy lông mày nó sẽ đậm hơn chút xíu ạ. Đấy, làm chính xác nha. Trò này sau khi mọi người làm xong mọi người còn có thể làm sao tách giữa nét và mảng riêng ra mà. Đấy, đấy thì bắt đầu chúng ta phóng to một tí xíu nữa. Chúng ta sẽ dùng phím An chúng ta đổ màu từng tí một ạ. Tân là bị sốt virus một lần đúng không ạ? Nên là em sẽ có khả năng miễn dịch một số chỗ. Nhưng thật anh cũng bị rồi nên là. Nhưng mọi người về mọi người chịu khó bôi cái dầu gió ấy, rắc xung quanh vào thì cái con muỗi nó cũng không thích cái dầu, đấy nên là nó sẽ bay. Ok. Kéo lên chút xíu và giữ phím An chúng ta đổ màu hết ạ. Đấy, xong rồi đấy. Đó, xong rồi. Sau khi đã làm xong chúng ta chơi một trò là chúng ta kéo cái hình này ra. Mọi người nhìn này chưa? Đấy, và chúng ta kéo ra bằng cách nào? Chúng ta kéo đây, chúng ta kéo ra ngoài này. Đấy, cái này chúng ta sẽ làm mất nét của đối tượng đi bằng công cụ X và xuộc cho nó mất nét đi thì nó sẽ có được cái này. Mọi người nhìn này chưa? Và chúng ta mới vẽ được một phần của đoạn này nè. Nhìn này chưa? Đặt vào đây đúng không ạ? Ok. Nếu tôi vẽ cả mặt thì sao? Câu chuyện nó sẽ rất là đẹp. Đúng không? Vậy thì như mình đã nói với bạn rồi là khi chúng ta vẽ là vẽ những người liên quan thể thao thì nó cực kỳ có giá trị về quảng cáo. Em có thể quảng cáo cho gì? Em biết người ta quảng cáo cho dầu nhờn bằng chính cái con báo ạ.
nhưng con báo đấy chưa, thực sự là chưa đẹp bằng cái cách là em vẽ con báo đấy bằng mảng polygon này nhá, nó cực kỳ khỏe luôn, nó giống như người máy đấy, em uống dầu nhờn nó sẽ khỏe như vậy thì nó mới ổn được, chứ không phải là con báo thật, hiểu chưa đã. Và cái này khi em uống cái này vào thì chắc chắn cơ bắp của em sẽ cực kỳ khỏe mạnh, nên vậy thì em phải dùng sữa canxi. Em biết có một cái em diễn viên rất là nổi tiếng của bên Hồng Kông hay bên Trung Quốc gì đấy đã từng quảng cáo cho sản canxi thỉnh thoảng ai trên VTV3 có, không biết bọn em có xem không. Cho xe vào trong đây em ơi, xe để đâu? Để hàng ba, để hàng ba không được. Bên kia chưa, em khóa chưa? Ôi trời ơi, đến lúc nó mất rồi, rồi. Ngồi thêm mà méo. Nhìn chưa? Ok, vậy thì sau khi mà mọi người làm xong này thì mọi người nên thử vẽ cho mình cái này nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tính năng tiếp theo của công cụ nét, đó là gì? Cách biến hình về công cụ nét đấy. Để muốn biến hình thì thường thường mình sẽ làm ra một cái biểu tượng như này và chọn cho nó một cái nền gradient. À, sau khi chọn gradient xong thì mình chọn một cái màu đó, mọi người có thể tự chọn một cái màu nào đó cũng được. À, mọi người có thể chọn vào hồng như này chưa. À, sau khi làm xong chúng ta chọn một cái nét và chúng ta vẽ biểu tượng nét đó, cái từ đây đến đây. Và cái nét này chúng ta sẽ chọn cho nó một cái màu, đó là màu trắng. Mọi người cứ ấn thoải mái thôi, tại vì nếu mà có nào màu trắng thì chúng ta ấn Shift X thì nó trở thành nét trắng thôi mà, nên không cần phải tích vào nét đâu, hiểu không ạ? Nhìn nét trắng chưa? Rồi sau khi có nét trắng xong thì chúng ta sẽ copy cái hình này ra thành rất là nhiều hình đó. Thì đây cũng là một trang trí cho một cái hộp, có thể là một cái hộp bút chẳng hạn. Mọi người đã giờ đi mua bút chưa? Mua bút máy chưa? Đó, thì người ta có thể trang trí kiểu này. À, cũng tương tự như vậy thì sao? À, chúng ta sẽ copy thêm một lần nữa, có thể nhiều lên để cho nó đẹp thì mọi người có thể chọn. Còn nếu không thì chúng ta chọn như này được rồi, chúng ta chọn hai cái này ra ngoài. Chúng ta chọn với opacity bằng 20. Cái trong chúng ta sẽ chọn 40. À, cái trong mình sẽ chọn là 60. Và cái trong mình sẽ chọn là 80. Ngồi gần em nào. Sau khi làm xong thì các bạn nhìn này, cái cách biến đổi của cái nét này nó có một cái điều thú vị như sau, là bạn sẽ dùng cái công cụ effect, chọn vào distort transform và chọn vào zigzag. Thì trong phần này nó có một phần zigzag ngẫu nhiên, các bạn chọn vào đây cho tôi, các bạn ghi đi cách làm zigzag ngẫu nhiên. À, khi mà tôi làm ra một đối tượng về nét thì các bạn phải suy ra chúng ta có thể làm bằng gì ạ? Bằng chữ được không, và bằng hình được không, thì sau này cái tư duy của em mới tốt được. Người ta dạy một thì bạn biết 10, chứ bạn này dạy một biết một thì vứt nhá. Tôi nói cho bạn biết là tôi dạy cho bạn một chiêu thì bạn phải nghĩ luôn trong đầu phải áp dụng cho 3 chiêu chữ và hình, có áp dụng được không? Nếu áp dụng được thì em sẽ thấy rằng đôi lúc đẹp thật đấy. Em nhìn đây, cách biến đổi nét này nhá, biến thành zig zag ngẫu nhiên. Tại sao nó ngẫu nhiên? Bởi vì là em không kiểm soát được cái đường zig zag ra vào. Biết zig zag không? Này, những cái đường theo kiểu này, cái đường thẳng ạ. Thì em nhìn này, trong phần effect, trong phần distort transform nó sẽ có cái này. Ghi cái này lại nha. Vừa rồi chị có đi đâu chưa? Không. Thấy chụp ảnh với con gái mà. À, sau khi mà chọn vào đây xong thì mọi người sẽ thấy rằng cái size, cái size chính là độ nông sâu của zigzag. Nông sâu nghĩa sao? Chúng ta preview đấy. Đây, nông sâu đấy. Mọi người đã bao giờ dùng một cái chiêu thức này làm cho nhạc rock chưa? Nghe, làm cho điện tâm đồ, nhịp tim, cái gì đó liên quan đến cái biểu tượng này thì em có thể dùng được. Nhưng tôi có thể làm chữ theo dạng này được. Các bạn nhớ nha, chúng ta có thể làm chữ theo dạng này đúng không? Vậy thì khi anh dạy cho một chiêu về nét thì em phải nghĩ ngay là có thể làm chữ được không? Có thể làm hình được không? Vậy thì mới gọi là làm chứ. Thiết kế phải tự suy diễn chứ. Chứ em bảo là ngồi mà học hết được cái chương trình nút này chắc là phải vài năm. Tôi nói một năm là hơi bị khiêm tốn đấy. Ông học đến vài chục năm ông còn không bao giờ hết được kính nào đó. Bởi vì ông có vẽ được tất cả những cái chiêu thức trong Illust đâu. Đúng không ạ? Tôi cũng chưa vẽ hết mà. Nào các bạn nhìn này, đây là độ nông sâu thì khi bạn ấn vào nhầy các bạn sẽ thấy là sao? À, đôi lúc cái sự ngẫu nhiên này nó rất là đẹp. Nó đẹp ở cái chỗ mà nó thô mộc, chứ không phải là nằm ở sự trau chuốt.
đấy, tính nghệ sĩ là như vậy. Và các bạn nhớ nha, bạn đẩy hết cỡ lên thì đây nó sẽ rất là sâu, có nghĩa là cái độ sâu nông sâu với zig zag, hiểu không? Còn đây là số lượng của zig zag. Số lượng zig zag nghĩa là sao? Nếu tôi gõ vào đây là số 2, các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ không điều xảy ra, nó chỉ nhảy thôi. Trông hay không ạ? Cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Chúng ta kéo lên một tí nữa. Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Thấy chưa? Nhưng nếu mà tôi đẩy hết cỡ lên thì các bạn nhìn này nhá. Ok. Và chúng ta sẽ kéo đây sao? Thì đôi lúc nó cũng tạo nên một tín hiệu cực kỳ tốt cho cái tổng thiết kế của em, bởi vì em có thể đặt chữ. Tôi xoay dọc tôi đặt chữ ở đây thì sao? Cũng hay mà. Nhưng em phải nhớ một điều rằng nếu tất cả dạng nét của em là dạng gradient thì em sẽ quảng cáo cho nen được. Em biết nen mùa đông không ạ? À, những cái đường nen nó chạy xong người ta bắt phát là người ta có thể biến đổi thành cái hình gì đó tùy các bạn. Thì ở đây người ta có điều đấy cho em xem. À, chúng ta giảm độ này đi một tí, giảm độ lên một tí ạ. Nhìn không? Thì trong phần này là collect là đường thẳng, còn smooth thì là đường gì? Đường cong, đường mềm. Nhìn không ạ? Hiểu cái này chưa? Ok, đi thêm tính năng này. Tôi ghi kỹ cái này rồi đấy nhá. Tí nữa chúng ta sẽ làm theo một cái chữ gọi là chữ của Vinamilk, dạng sữa, làm cho trẻ con mà. Em làm cho chị trẻ con thì em có phông chữ trẻ con không? Không. Vậy làm kiểu gì bây giờ? À, chỉ có một cách là tự chế thôi. Ok, vậy hiểu cái này chưa? Vậy thì các bạn nhìn này, nếu chúng ta chọn vào cái này là số lượng cực kỳ thì các bạn có nhìn thấy những đường chuyển động của tôi nó sẽ đơn giản như này không ạ? Như đường chuyển động như này đơn giản chưa? Và chúng ta xem sao, giảm độ này đi thì nó chỉ được nhảy thôi. Đây. Ok. Như này không? Hiểu cái này chưa? Vậy thì sau khi mà đã thuộc tính này thì chúng ta đã chuyển sang thuộc tính số 2. Thuộc tính số 2 bằng cách chúng ta quét qua thôi, cần gì phải làm nữa. Thì các bạn có đồng ý với tôi đây là những cái nét mà chúng ta đã mang hiệu ứng không ạ? Thì để muốn quay trở lại hiệu ứng một cách nhanh nhất, chúng ta chọn vào cái phần biểu tượng hình tròn. Nhìn biểu tượng hình tròn nó chấm chấm xung quanh này chưa? Thì mọi người có nhìn thấy chữ FX không ạ? Tích vào đó, có thích xóa không ạ? À, một là em xóa. Đúng rồi, em tích đúp vào thì ngay tức nó sẽ chỉnh cho em thôi. Đây là quay trở lại hiệu ứng một cách nhanh nhất em chỉnh đấy. Ok, một xóa làm lại, hai tích đúp vào chỉnh thêm. Đấy, chỉ có hai cách thôi, em có thể chọn được. Và sau khi mà mình chọn trong này preview thì các bạn sẽ chọn vào collect thì có phải được dạng đứng thẳng không ạ? Lúc này tôi sẽ tăng cái giá trị này lên cho các bạn xem. Nhìn tăng ngay chưa? Tôi tăng cái số lượng này lên được không ạ? Tôi sẽ thu nhỏ cái này được không ạ? Mọi người nhìn này không ạ? Thì cái giá trị mà tôi đang làm cho các bạn này nó có giá trị làm cho mặt nạ. Mặt nạ của đối tượng. Tôi sẽ ấn vào Ctrl G thêm một lần nữa thì các bạn nhìn cái này chưa? Rồi nhá. File, chọn vào Palette. Chúng ta sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn đến thư viện ảnh, chúng ta chọn đến Food. Và chúng ta sẽ chọn một cái sản phẩm nào đó tùy các bạn. Ví dụ tôi chọn vào cà phê, tôi chọn vào cá, tùy các bạn. Đây, tôi sẽ làm cho bạn xem. Thì đây tôi có thể chọn sữa nhỉ, cho các bạn đơn giản thôi. Đây. Mọi người nhìn này chưa? Cho xuống. Sao đấy? Nào nhìn này chưa? Thì các bạn có công nhận với tôi đây là nét không ạ? Các bạn có thể nhân đôi cái nét này lên cho nó dày lên một tí nào ạ? Bằng Ctrl C và Ctrl F thì các bạn có thấy dày hơn chưa? Dịch chuyển sang phải một tí nữa thì có phải đây tôi có hai cụm chưa? Cụm 1 đây, tôi giữ Shift tôi chọn vào cụm số gì? Số 2. Nhìn này không ạ? Ctrl G là group đúng không? Ctrl X là gì? Là cut. Đúng không? Và lúc này chúng ta làm mặt nạ cho chính thằng này. Mặt nạ chính thằng này tôi đã nói rất là kỹ cho bạn rồi, đó là gì? Tôi chọn vào đây và chọn vào mặt nạ của nó. Có đồng ý mặt nạ nó là tích đúp vào đây không ạ? Và khi tích đúp đây thì các bạn có thấy rằng đây là mặt nạ đen không? Vậy cái hình của tôi là màu gì? Vậy thì khi tôi paste đúng vị trí này thì có phải nó sẽ hiện hình theo đúng cái hình của tôi không ạ? Ok, Ctrl Shift gì? V. Em nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi thoát lệnh ra thì tôi đã có một cái giá trị sản phẩm nhưng lại hiện theo cái gì? Cái hiệu ứng đường thẳng tôi đã làm hiệu ứng đấy. Ok, vậy thì cái này cũng là một chiêu thức rất là tốt cho các bạn này. Đúng không? Hiểu cái này chưa đã?
Nên anh đã nói cho em biết là cái hôm trước chúng ta mới dừng lại chuyện mặt nạ thôi, nhưng đã giờ áp dụng cho nét chưa? Có nét rồi, nhưng mà nét là nét hoa văn, rồi nét cho đôi giày đúng không ạ? Nhưng bây giờ chúng ta có thể lằng nhằng nhai để làm cái này được không ạ? Đúng chưa? Ok, thì đây là phương pháp mình đã áp dụng với nét. Tiếp theo, đây là vẽ cho các bạn xem cái ứng dụng để cho các bạn biết là cái nét nó không đơn giản chỉ là cái nét thường, để cho bạn biết rằng đấy là cái khả năng ứng dụng nó có cao không. Chứ còn nói thật với em, dạy nét này, tôi đảm bảo cho em biết là không ai dạy nét mà dài kiểu giống của tôi. Ồ, nét là chỉ vẽ này, cái kích thước cho mét ứng dụng chưa chắc. Tôi làm cho bạn biết. Ok, chúng ta sẽ kéo xuống một chút xíu nữa. Thì lúc này chúng ta có một cái biểu tượng nữa là cái gì ạ? À, đây tôi sẽ lên Google search một cái hình ảnh. Sao chuyện lâu thế nhỉ? Cốc bị chán hơn Chrome nhiều. Hả? Cốc này dùng chán hơn Google Chrome nhiều. À, thì thôi được rồi, anh dùng cái chán vậy. Anh cũng thích cái chán. Ok, chúng ta chọn là Vina Mew. Đây à, sau đó thì mọi người sẽ chọn cái hình ảnh của Vina Mew là gì. Đấy, em thấy là đây là những hộp sữa mà chúng ta có thể chọn cái này. Đây là hình ảnh nha, nhìn nhá, chuột phải và sao chép hình ảnh. Và sang bên này thì chúng ta sẽ làm gì? Càng chuồn về được luôn. Như hôm trước mình đã dạy cho bạn làm mây, làm biết các thứ rồi đúng không ạ? Ok, vậy thì mọi người tự làm. Lúc này chúng ta chơi trò tự diễn. Rồi, làm bức ảnh chìm vào nền bằng cách là bước 1 chọn vào hình, bước 2 chọn vào transparency, bước 3 tích đúc vào ô gần ô ảnh, bước 4 bỏ clip, bước 5 vẽ một hình to hơn hoặc bằng, bước 6 chọn vào gradient đen trắng. Đấy, đơn giản chưa? Bây giờ nếu mà mình làm mình thuộc mà, thì mình cứ thế mình đọc rồi. Làm nhiều lần quá rồi, dùng phím G chúng ta sẽ đẩy cái giá trị của nó lên từ đây đến đây ạ. À, ấn về phím G, nhìn chưa, kéo từ lên đây, chìm vào nền. À, sau khi làm xong chúng ta thoát lệnh bằng công cụ. Rồi, cái này quan trọng, chúng ta sẽ chọn gradient để chỉnh lại một tí, là cái này là màu xanh này và cái này là màu xanh sáng hơn. Đấy, ví dụ thế. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn cho nó một biểu tượng chữ Mew. Đây, nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ copy vào đây. Sửa cho trẻ con mà. Chúng ta cứ đấy, Ctrl V. Mọi người có nhìn thấy chữ này chưa? Thì nguyên tắc của chữ cho trẻ con thì thường thường nó sẽ làm sao ạ? Nó phải bâu dày. Đúng không ạ? Trông nó đáng yêu. À, đấy thì cong thì tính sau, nhưng mà đầu tiên anh cứ phải cho nó dày đã. Sau đó anh sẽ chọn cho nó biểu tượng rất hay, đó là chọn vào màu trắng. Thấy bắt mắt không ạ? Nguyên tắc của màu trắng đặt trên nền đậm. Thế thôi. À, sau khi làm xong em sẽ áp dụng cho anh cái chiêu thức như vừa rồi, đó là chọn vào Effect, chọn vào Distort Transform và chọn vào Zigzag ngẫu nhiên. Có đúng là cái này không ạ? Sau khi chọn xong này các bạn sẽ thấy một điều xảy ra như sau, đó là bạn sẽ nhìn thấy cái chữ Vinamilk nó zigzag thế này không ạ? Nhưng tôi chọn vào Smooth thì sao? À, vậy thì nó giống như sữa, cái sữa ấy, người ta chảy ra. Thì các bạn có thể làm theo cách này. Còn có nhiều người còn kinh khủng hơn nữa là có thể kéo ngắn dài của cái chữ Vinamilk đấy để thể nó chảy lên chảy xuống ấy. Vậy thì cái này có thể áp dụng cho sô-cô-la được không? Đúng chưa? Vậy thì chảy đến đâu thì bạn có thể chảy một phát là tự nhiên nó chảy thành hình trái tim chẳng hạn, thì nó cũng rất là đẹp mà. Đúng không? Ok. Vậy thì cái này là độ nông sâu, còn cái này là số lượng zigzag, vậy thôi, ít zigzag thôi. Thì em có thấy chữ nó đẹp hơn không ạ? Em cho zigzag nhiều nữa chả kinh. Đúng không ạ? Ok, nhưng cái này lại cực kỳ có ý nghĩa cho việc em làm cái gì ạ? Em biết làm mũ cho Giáng sinh không? Mũ của ông già Noel ấy, cái chỗ mà màu trắng ấy, em làm lông lông lông, đố em ngồi em tỉa từng cái một đấy. Đúng chưa? Vậy thì người ta phải biết rằng là cái nào người ta áp dụng cái gì, thì đấy mới thực sự là em hiểu về công cụ. Chứ còn nói về công cụ thì anh nói hàng ngày, chỉ nói xung quanh một cái này và anh nói vẫn được mà. Hiểu cái này đúng không ạ? Ok. Vậy thì sau khi mà các bạn hiểu rồi thì chúng ta kéo vừa thôi. Đúng không ạ? Thế là tôi đã có chữ Vinamilk rất là hợp lý. Cái chữ này đã dùng trong quảng cáo rồi. Tôi nhìn thấy chữ này rồi, nên tôi mới vẽ lại cho bạn xem thôi. Còn để muốn tạo ra khối cái này nó nổi lên được,
không khó gì đối với mình cả. Mình hiểu nguyên tắc khối khối là mình sẽ làm được. Đây thì đây là cái chữ đúng không ạ? Tiếp theo. Đây anh áp dụng cho chữ rồi nhá. Nào, các bạn đã bao giờ dùng chiêu thức này chưa? Tận dụng nó để tạo ra bố cục lượn sóng. Ví dụ các bạn quảng cáo cho gì? Cá. Một cái nhãn sản phẩm như cá hồi. Hai sao đi muộn thế? Dạo này em mất tích nhỉ? Canchon. À, chúng ta sẽ chọn về giá trị 50%. Rồi, Canchon C, Canchon B thì chúng ta lại đẩy lên một tí xíu nữa. Chúng ta chọn với tỷ lệ là 30%. Và cũng tương tự như vậy, chúng ta Canchon C, Canchon B tiếp nữa thì chúng ta sẽ kéo vào đây, chúng ta sẽ chọn 10%. Đúng chưa? Hiểu cái này không ạ? Và sau khi làm xong, tôi sẽ quét qua cả ba cái này. Quét qua cả ba. Dùng cái effect, chọn vào Distort Transform và chọn vào Zigzag ngẫu nhiên thì các bạn sẽ xảy ra vấn đề. Nhìn chưa? Tạo background cho em đẹp chưa? Nhá, đây làm ra background cực kỳ tốt luôn. Em sẽ kéo này xuống một tí, nhìn lên này zigzag được chưa? Nhưng cái này em chọn vào smooth. Cái này ít thôi. Thấy chưa? Đây, số lượng nông sâu, số lượng nhá. Đây cái này đúng không ạ? Đây số lượng nông sâu đấy. Đấy, người ta có thể làm như này được không? Và sau khi làm xong tôi chỉ lấy cái phần là phần giao nhau thôi, còn phần bên ngoài tôi vứt đi. Đúng không ạ? Vậy thì cái này có thể áp dụng cho hình vuông nhưng có thể áp dụng cho hình tròn được không? Ctrl C, Ctrl F cho nên trên tất cả. Chọn đối tượng số 2. Đối tượng số 2 có thể group không ạ? 1, 2, Ctrl số 7. Đây là cái sản phẩm tôi tạo ra background cho bạn. Nhưng cái này lại mang ý nghĩa ngẫu nhiên. Em có kiểm soát được những cái đường chuyển động này đâu. Đúng không ạ? Em hiểu cái này chưa đã? Vậy thì với cách này em có thể làm cho ảnh được không? Mặt nạ cho ảnh được không ạ? Được mà. Đấy, nên là em bảo là bây giờ ngồi mà cứ vẽ ra như này thì chắc một đống. Nào, bắt đầu chúng ta lại vẽ cái màu trắng. Anh làm to cho các bạn dễ nhìn nhá. Rồi, chúng ta sẽ chọn với giá trị là 100%, được không ạ? À, nếu không thì em sẽ chọn vào 80% đi cho nó dễ. Nào, Ctrl C, Ctrl B kéo sang đây một tí. Chúng ta chọn với tỷ lệ 50-60%. Chúng ta tiếp theo Ctrl C, Ctrl B tiếp theo một lần nữa chúng ta đẩy vào đây là chúng ta sẽ có 40%. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ ấn vào Ctrl C, Ctrl B tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có 20%. Có nhiều người làm đẹp nhưng mà bởi vì là người ta có nhiều ý tưởng. Khi tôi có ý tưởng rồi tôi lại có khả năng về máy nữa thì cái ý tưởng ấy tôi sẽ thực hiện được. Nhưng có những người có ý tưởng cực kỳ tốt nhưng lại không thực hiện được bởi vì kỹ năng máy của em cực kỳ yếu. Thế thôi. Còn nguyên tắc thiết kế này nó vẫn phải dựa trên nguyên lý là sắc độ và tỷ lệ. Đừng bao giờ vẽ là bẩn, là tôi vẽ nhăng vẽ cuội nhá, không có chuyện đấy đâu. Vẽ phải có sắc độ và tỷ lệ, tôi đã nhồi nhét vào đầu cho các bạn từ đầu rồi. Bởi vì đấy là cái móng rất là chắc mà khi được học. Không có móng các bạn không làm được gì đâu. Tôi sẽ chọn effect, tôi chọn vào distort transform và tôi chọn vào zigzag ngẫu nhiên. Cái lệnh này quen chưa? Làm nhiều lần thì thuộc xứ rồi. Đấy thì số lượng zigzag đây, nông sâu zigzag đây, chọn vào smooth đây. Đúng không ạ? Ok, vậy thì nông sâu ít thôi, số lượng zigzag nhai được chưa? Ok, xong được cái này chưa? Xong được cái này, Ctrl G lại. Chúng ta vẽ, chọn vào file và chúng ta chọn vào palette. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là tôi sẽ chọn đến cái thư viện ảnh, tôi chọn vào trang sức. Khi người ta làm về một cái lĩnh vực nào đó thì bạn cái chọn cái lĩnh vực đấy nó phải dễ đẹp để làm hồ sơ. Chứ không ai dạy gì mà chọn những cái sản phẩm mà nó lại khó. Khó làm hồ sơ chắc có đẹp mắt. Bạn có giỏi thì bạn cũng chỉ đạt mức độ trung bình thôi. Không bao giờ đẹp nổi đâu. Em cứ làm, em đã bao giờ làm phân vi sinh chưa? Phân bón các kiểu chưa? Khó đẹp cực kỳ luôn. Làm nghề lông khó lắm. Không đơn giản đâu ạ. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta vẽ vào đây ạ. Nên khi các bạn nhớ một điều rằng là chúng ta làm hồ sơ để xin việc, chúng ta chọn những lĩnh vực thật là đẹp cho anh. Và những cái bọn như trang sức này nó vẫn còn có tiền để đi thuê thiết kế bên ngoài. Hiểu không ạ? Ok, chọn sang đây một tí. Chúng ta chọn cái này đẩy sang đây một tí được không ạ? Nào bây giờ thì chúng ta sẽ dùng một chiêu thức gì ạ? Ctrl X. Chọn vào này, ấn mặt nạ. Biết mặt nạ chưa? Ctrl Shift gì? Về. Thì có phải cái này được xuất hiện theo hình gì? Nhìn này, kéo đây nữa nhá. Nhìn chưa, kéo đẩy lên đây nữa. Ok, nhìn nào. Người nó sẽ xuất hiện theo hình gì?
cái hình mà vừa rồi em vừa làm đấy ạ, lượn xóm đúng không? Và sau khi em thoát ra ngoài thì em sẽ được cái này đúng không? Tôi sẽ thay đổi tông màu bằng công cụ Y và tôi chọn màu da của cái đồng chí này, em sẽ thấy nó sẽ chuyển động như này. Còn nếu em chọn đậm thì nó sẽ như thế này, nhìn như không? Thì tùy thuộc theo cái giá trị mà em làm xem là đẹp hay xấu, nhưng đây chính là một mang một hiệu ứng, hiểu cái này không ạ? Ok, thì đây là giá trị về nét. Và cũng có thể người ta sẽ tạo ra những bố cục, nhưng khi bố cục lần này thì nó lại hơi khác một tí, đó là kết hợp với hình tròn. Kết hợp hình tròn cực kỳ đẹp luôn. Em vẽ một hình tròn vào đây cho anh. Theo thông lệ bình thường em phải cắt dao như này đúng không ạ? Chúng ta không chọn như thế nữa mà chúng ta chọn màu trắng cho anh. Và chọn vào Effect, chọn vào Detail Transform và chọn vào đây. Thì cái biểu tượng này nó sẽ là zig zag như này đúng không ạ? Chúng ta nông sâu thì sâu hết cỡ đi, chọn số lượng zig zag ít thôi. Nhìn chưa? Ok, tôi sẽ chọn vào số 2 và chọn vào Smooth, nông sâu vừa. Đấy, mọi người biết là quảng cáo cho hải sản cho bọn Nhật Bản đúng không ạ? Người ta làm cho chiêu thức này cực kỳ đẹp luôn. Không phải trong hình tròn nữa, trong hình tròn này em có thấy nó chỉnh chu không ạ? Nó rất chỉnh chu, lại không như lại không có độ nghệ sĩ này đâu ạ. À, sau khi làm xong em vẫn ok và đây cho anh sẽ có một cái biểu tượng nữa là số 80. Đấy nhá, ví dụ cái này 80. Được chưa? Nào, Ctrl C, Ctrl B, phóng to một tí xíu ạ. Nhìn cho nhưng mà cái này em xoay góc này, nó có giống nhau đâu. Đấy, mình tạo ra sự không giống nhau mà. Sau đó lại tiếp tục chọn vào đây, Ctrl C, Ctrl B tiếp lần nữa thì bạn sẽ phóng to ra một tí nữa ạ. Nhìn này chưa? Và chúng ta chọn với 40%. Ok. Và cũng tương tự như vậy nha, em sẽ chọn lấy Ctrl C, Ctrl B lần nữa. Và tất nhiên nếu mà bạn muốn trong trẻo thì bạn phải dùng cái giá trị gì? Hòa trộn cho nó, quét qua toàn bộ và hòa trộn overlay. Cái màu này nó sẽ được như này. Nhưng màu này thực chất khi làm trên nền màu xanh thì nó sẽ cực kỳ tốt luôn. Ví dụ, nhìn chưa? Màu xanh đẹp hơn đúng không ạ? Nhưng lại hợp với cá ạ. Em thả cá vào đi. Lên trên mạng search cá nha, tiếng Anh. Nhưng mà bằng vector cho tôi, bạn sẽ kiếm được những con cá cực kỳ là đồ họa. Nó vẽ bằng mảng miếng, chứ không phải là con cá thật. Tí nữa mọi người thả cá thật vào đây cho tôi thì khiếp. Hiểu cái này chưa? Tại vì em có thấy là có những cái pattern theo kiểu dạng là hoa quả không ạ? Nếu dạng hoa quả thì cái câu chuyện này lúc này nó phải là màu xanh. Em bắt đầu thấy bắp cải rồi đấy. Đã ăn bắp cải bây giờ chưa? Đấy, bắp cải rồi. Bây giờ em cho rau củ quả vào đây cho tôi. Em biết rau quả người ta vẽ nét chưa? Nhưng nếu em làm cho cá thì chắc chắn em phải chọn màu xanh cho tôi và thả cá vào đây, có cá to cá nhỏ, hiểu chưa? Ngao xó khiến vào đây nhưng pattern không được lấn nát hành chính, nó giống như đây là môi trường cho nó và chúng ta vẽ vùng trong đây. Nhưng khi đặt cá vào, ví dụ đặt chữ chỗ nào thì tránh ra, tránh con cá chữ nó đặt, có hiểu không ạ? Nên là người ta phải sắp xếp đi. Có nhiều người bảo là em dùng pattern nhưng mà pattern em có kiểm soát được đâu, em có dịch chuyển cái con này lên trên xuống dưới đâu, đúng không ạ? Nên khi thả cá thì phải nhớ là thả chỗ nào, cho nó nằm vị trí nào. Đấy là việc rất là quan trọng. Hiểu không ạ? À? Bởi vì em có thấy là bên này anh sẽ dùng gì? Có chữ không? Chắc chắn có chữ. Mà có chữ này em lại dưới này có con cá nữa, tự nhiên nó tranh chấp giữa chữ và cá thì nó mình vứt. Em phải tách nó ra một tí. Có thể là cái chữ nó hơi ăn vào con cá nhưng mà không được quá ăn vào con cá thôi. Thì câu chuyện nó sẽ khác hẳn. Và em sẽ làm rất là tốt trong việc thiết kế đấy. Thì với cái chiêu thức này tôi đã dạy cho các bạn rồi, thì bây giờ các bạn nhìn này. Vậy thì cái phần nét của anh đã sẽ kết thúc ở đây. Em nhìn phần nét của anh kết thúc ở đây chưa? Đầu tiên là vẽ polygon. Hôm trước anh dạy về cái stanley đúng không ạ? Vẽ stanley cho tôi. Phần 2 vẽ polygon. Thứ 3 trang trí với nét. Thứ 4 làm background cho gì? Cho sản phẩm, mặt nạ cho nó. Vậy thì cái này anh Khánh được quyền phép là tôi vẽ được đến đây. Nhưng các bạn vẽ đây là các bạn sai đấy. Các bạn thể vẽ cho tôi là có logo, có text vào đây thì tôi mới đồng ý chứ ạ. À. Chứ bạn này cũng vẽ giống tôi thì chắc là nó sẽ không thành sản phẩm được đâu ạ. À. Vẽ đầu tiên là vẽ giống, nhưng về sau này chúng ta phải thành sản phẩm. Bởi vì nguyên tắc cuối cùng là chúng ta có mang hồ sơ đi xin việc không? Có đúng không? Thôi làm chịu khó từ bây giờ đi, đến lúc đến cuối khóa chúng ta không cần phải gặp ông Khánh nữa đâu. Anh Khánh ơi, em phải làm hồ sơ kiểu gì thôi, em làm rồi mà, cần gì phải làm nữa đâu. Nhưng em phải chỉnh chu ngay từ đầu. Em làm đẹp ngay từ đầu. Phải tính toán ngay từ đầu. Cũng thể là cái một tiếng anh sẽ dạy cho em rất là nhiều thứ, nhưng một tiếng đó em chỉ làm một sản phẩm thôi ở nhà. Tôi đảm bảo cho bạn trong một tháng có 30 ngày bạn làm 30 sản phẩm. Ngon chưa? 30 sản phẩm không ít đâu nhá. Nhưng làm chỉnh chu mà để gửi cho người ta phát, người ta gọi em đi xin
đi làm ấy là câu chuyện có thật đấy ạ. Cái bạn gì học Photoshop nhỉ, hình như học cùng lớp chị không, bạn nào bạn CC hay là bạn đấy, vừa rồi là người ta gọi đi làm thiết kế rồi, làm về marketing theo kiểu như là thiết kế về những cái banner banner các thứ đấy. Ok, bạn này em cũng chưa biết thế nào làm nhưng người ta gọi đi, thôi đâu em đi làm đấy, bạn gửi hồ sơ rồi, thôi thì mình cũng phải tạo ra những cái biểu tượng đấy. Còn cái chữ này các bạn có thể cả làm cho tôi một cái trang trại hè về ngày hè cho trẻ con vui chơi. Thứ hai là bố ơi mình đi đâu đấy, xem có đấy chưa? Đúng không ạ? Chưa xem thì chết, vì chắc chả đến đâu đấy. Thì cái này em có thể quảng cáo cho sữa cho tôi, thì em có thể làm một bộ sữa TH Chumil, Vinamil rồi gì ạ, ba vì ba biết cái thứ đấy, nhưng mỗi cái mang một phong cách khác nhau, nhưng chữ thì mình có thể dập khuôn được, đúng không? Còn cách thức thì mọi người có thể chọn mặt nạ được mà. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy cái background này chưa? Thì mọi người có thể lựa chọn rằng là cái này mình sẽ hợp với cái gì để mình làm. Cái này có thể làm cho kem được không? Đấy, ví dụ thế. Cái này nếu mà mình thay đổi tông màu, mình chọn vào cái này được không? Đúng không? Ok, vậy thì có thể làm cho sô-cô-la được, đúng không? Giống như vừa rồi anh vừa nói với em ấy. Nhưng nếu mà mọi người máu lên nên làm sô-cô-la mà làm hoặc là làm cà phê, mọi người có thể chọn đây là màu xanh, mọi người có thể chọn lên màu hồng, và người ta có thể chọn lên màu tím, bởi vì người ta có thể làm festival cà phê. Festival cà phê thì không đồng nghĩa với việc là chúng ta dùng màu nâu, chúng ta cứ dùng xanh đỏ tím vàng đi, bởi vì nó có tín hiệu cho việc vui. Xem có thấy là cái tư duy chúng ta chỉ dừng ở mức độ nào, cứ làm cà phê này phải màu nâu à? Nhưng tôi thích là màu xanh đỏ tím vàng thì sao, đúng không? Thì cái đấy là cái mà chúng ta, khi mà em học đến một cái ngưỡng nào đó em sẽ tự phá. Và cái này này cần độ em đi xem nhiều. Cái này festival cà phê đã có người làm rồi, đã có poster người ta làm rồi và được giải rồi. Nhưng đây anh chỉ nói lại cho em xem thôi, chứ cái đấy không phải là của anh đâu nhá. Cái này anh chỉ nói lại chia sẻ cho em là đã có người ta làm như thế rồi. Ok, tiếp theo em có thể làm trang sức. Thì cái đường chuyển động này không thể vào mặt cô gái này được, không vào mặt cái cô này được, mà phải chạy ra bên ngoài. Vậy thì chạy ra bên ngoài bằng cách nào? Thì em có thấy rằng là khi chúng ta vẽ một cái hình, chúng ta chọn effect, chúng ta chọn vào distort transform, và chúng ta chọn vào gì ạ? Chọn vào zigzag ngẫu nhiên như này, thì các bạn có thấy rằng nó zigzag nhỉ không ạ? Tôi không điều chỉnh được, tính sao bây giờ? Ok, lông sâu đây, smooth đây, nhìn chưa? Tôi điều chỉnh được không ạ? Vậy thì người ta mới sinh ra là cách biến cái đối tượng mang hiệu ứng này trở thành đối tượng thường được không ạ? Bằng cách object chọn vào pattern transparency là biến tất cả những đối tượng hiệu ứng trở thành đối tượng thường. Cô Hai làm bài Photoshop rồi chưa? Tay chân sao bẩn thế? Ui sao Hoa hàm hố nhỉ? Xong chưa? Nào, sau khi chọn vào cái phần pattern transparency thì em sẽ chọn là alpha cho tôi và ấn ok. Thì lúc này các bạn sẽ có một cái giá trị nữa, đó là gì ạ? Đó. Vậy thì bây giờ nó trở thành đối tượng thường thì em có thể dùng công cụ phím A tích vào đây. Có thấy cánh cái đòn không ạ? Vậy thì có thể bẻ ra bẻ vào được không ạ? Vậy thì có thể chỉnh được cái mặt của cô gái này được không ạ? Nên tôi làm được cái này thì em phải suy diễn được cái này đấy, không phải tự nhiên tôi làm cái này chơi này đâu nhá. Hiểu chưa? Nên cái việc mà người ta uốn éo nhảy, các bạn có thể vẽ hình tròn là đẹp nhất. Vẽ hình tròn cua theo như này này, xong làm zigzag được mà, đúng không ạ? Ok. Nào sao? Đây nhá, đang mang hiệu ứng không? Em muốn trở thành đối tượng thường này, em uốn nắn những cái đường chuyển động này đúng không? Bởi vì em bây giờ em không có phím, em không điều chỉnh được đúng không? Thì em phải dùng cái biểu tượng đó là object, chọn vào pattern transparency là lệnh phá vỡ định dạng của hiệu ứng của effect đi. Ok, sau đó mọi người ngồi luyện từ đâu? Cái phần led, tại vì mọi người chưa thích gửi bài gì cả. Đùa làm cái gì? Mọi người không gửi bài là sao tôi sẽ không quay lại và tôi sẽ không up lên nữa đâu. Anh Khánh này, em gửi một cái ảnh thì cái đấy nó còn liên quan đến cái ba cái bài này. Ok, đây anh ghi, anh cho mọi người ghi cái lệnh này đã. Xong chưa? Mọi người ghi xong này chưa? Ấn vào đây và chúng ta chọn alpha. Thì có phải ấn ok nhỉ? Thì nó trở thành đối tượng thường không ạ? Em nhìn đối tượng thường chưa? Vậy thì đã là đối tượng thường, em tích vào đây em có thể nhìn thấy cánh đòn không ạ? Có thể bớt điểm được không ạ? Có
có thể bẻ cong được thêm không ạ? Hiểu cái này chưa? Vậy thì khi mà bẻ cong được như này thì em có phải điều tiết được cái việc mà nó chuyển động vào mặt của cái cô gái này không ạ? Hiểu cái này chưa? Nên anh dạy cho em cái chiêu thức này để em làm chủ và kiểm soát được rằng cái nét tôi thích vào đâu đến việc của tôi. Chứ không phải là ông thích ngẫu nhiên là được ngẫu nhiên đâu. Nhá. Rồi, bây giờ thì xem bài của anh Tân cái Facebook. Bài của anh. Thì cứ nói bài đi, cái từ nó là một cái ảnh thôi mà để em lại chết thật. Hôm nay Sang dạy cho mấy chị đấy, toàn dân mỹ thuật công nghiệp mà lâu đời. Ủi toàn những người mà cách ảnh bao nhiêu khóa. Nhưng mà nói chung nói anh chị mới rất vui tính. Đúng dân mỹ thuật công nghiệp nói chuyện buồn cười. Đâu? Đây à? Không, cái này liên quan đến blend. Blend à? Ừ. Okay. Em ơi, xe của ai kìa? Đúng anh đấy. Trước khi nghỉ đấy. Xếp vào đã. Từ từ. Chúng ta thấy được những người các bạn.